đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng virus nCoV. Chỉ sử dụng một lần rồi vứt vào thùng rác có nắp đậy. Khi đeo khẩu trang, phải sử dụng mặt xanh ra ngoài, do mặt xanh có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang. Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi mang khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh. Khi tháo khẩu trang, chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Cần rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.